chương 971, tam gia chấn động. 7, 10, 9, 1, 4 v đất hoa tươi. Tây hai đạo trong vòng, một cái tứ hợp viện. Lý gia trong thư phòng, Lý Tồn Viễn gia gia ngồi ở vị trí đầu vị, Lý Tồn Viễn phụ thân Lý Hồng Học ngồi ở gia gia hắn bên cạnh. Lý Hồng Học là trung thư tỉnh trung thư thị Lan, chính tam phẩm đại quan, sở hữu tham nghị triều đình chính sách quan trọng quyền lợi. Lý Tồn Viễn hai cái thân ca ca Lý Lăng Vân cùng Lý Hoài Chí cũng ở, Lý Lăng Vân ở trung thư tỉnh đảm nhiệm người phiên dịch tôn tri, từ trên lục phẩm triều đình siêu tân tinh. Lý Hoài Chí ở công bộ thủy ti đảm nhiệm phó chủ sự, mới vừa bước vào từ cửu phẩm dưới, chính thức mở ra tiếng nhập mệnh quan triều đình danh sách. Còn như Lý Tồn Viễn, hắn là lý gia tương lai buôn bán người thừa kế. Gia gia, ba, đại ca, nhị ca, ta ngã bài, ta là 10 tỷ phú ông. Lý Tồn Viễn trực tiếp nói. Lý Hạo Nhiên bình tĩnh nhấp một miếng trà. Lý Hồng Học tay run một cái. Lý Lăng Vân cùng Lý Hoài Chí đều hô hấp biến lớn. Lý Hạo Nhiên bình tĩnh hỏi, năng nỉ một chút huống hồ. Lý Tồn Viễn bắt đầu lại từ đầu nói lên, từ ban đầu An Lương dẫn dắt bọn họ sát nhập thị trường chứng khoán Mỹ, đi qua thị trường chứng khoán Mỹ lai like công ty làm giàu, sau đó ở tư bản thị trường các loại chém dưa thái rau, cuối cùng ở quốc tế hàng hiện có hoàng kim thị trường thu lợi 10 tỷ sự tình. Lý Lăng Vân cùng Lý Hoài Chí nghe được tâm thị hướng về. Lý Hồng Học thở dài một tiếng, người tuổi trẻ kia thật không ngờ cường đại. Lý Hạo Nhiên như trước bình tĩnh nói, càng cường đại là người tuổi trẻ kia vẫn không có ăn mảnh thói quen, hắn luôn là mang theo ba người bọn họ đi tới, tuy là hắn xác xác thật thật đang lợi dụng bọn họ che gió che mưa, nhưng hắn cũng chân chân thực thực bỏ ra lợi ích, điểm này phi thường tốt. Tự mình biết mình, vô luận là hắn, vậy thì các ngươi, đều bỏ ra kế hoạch của chính mình mà thôi. Lý Hạo Nhiên liếc mắt nhìn ra An Lương thủ đoạn. An Lương muốn trưởng thành, nhưng An Lương bối cảnh gia đình không cách nào cung cấp đầy đủ lực lượng. Sở dĩ An Lương mượn Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương, còn có tiền tiểu cương ba người sau lưng tài nguyên. Giống nhau đạo lý, tam gia sau lưng tài nguyên muốn phát triển, bọn họ đồng dạng mượn an lương kiếm tiền năng lực. Tuy là song phương là lợi dụng lẫn nhau, nhưng cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Lý, mây, tiền tam người sử dụng an lương che gió che mưa, làm cho an lương thành công trưởng thành, an lương cũng không có vong ân phụ nghĩa, hắn cũng vẫn mang theo tam gia thu được đại lượng lợi nhuận. Mặc dù là hiện tại An Lương bắt đầu ở đế đô vòng mọc rễ nảy mầm, triệt để dung nhập đế đô vòng hoàn cảnh, hình thành thuộc về chính hắn giao thiệp quay vòng hắn vẫn không có muốn ăn một mình thói quen dù sao ăn mảnh dễ dàng đau bụng tây hai đạo trở ra một chỗ tứ hợp viện vân hải dương đang làm lý tồn viễn một dạng sự tình hắn đồng dạng ngã bài biểu thị chính mình là 10 tỷ phú ông vân gia trước mắt người chủ sự là vân hải dương đại bá vân kiến hoa hắn là thượng thư tỉnh thị lan đồng dạng là chính tam phẩm nhưng thượng thư tỉnh địa vị thấp hơn trung thư tỉnh sở dĩ ở đế đô vòng địa vị trung vân gia thấp hơn lý gia lý gia thuộc về đế đô vòng tầng thứ hai vân gia thuộc về tầng thứ ba trung mạnh nhất tồn tại đại bá một khoản tiền này hiện nay ở lại tránh thuế thiên đường phía sau grafen pin sản nghiệp phân chia bánh ngọt thời điểm ta chuẩn bị hết khả năng đầu nhập càng nhiều đi vào vân hải dương nói rõ cùng với chính mình kế hoạch vân kiến nghiệp thở dài nói an lương đứa bé này còn chưa có tới trong nhà của chúng ta chứ các ngươi có thời gian thời điểm vẫn là tới nhà ngồi một chút chúng ta lão vân gia thiếu an lương không ít nhân tình ngươi cái này keo kiệt nhảy con ngàn vạn lần không nên chậm trễ ân nhân Vân Kiến Nghiệp nhắc nhở. Yên tâm, đại bá, ta bên này sẽ chú ý, Vân Hải Dương đáp lại. Đúng rồi, liên quan tới Grafen tin sản nghiệp sự tình, ngươi nghĩ pháp phi thường chính xác, ta tiết lộ cho ngươi một tin tức, ngươi chớ nói ra ngoài. Vân Kiến Nghiệp hạ giọng. Liên quan tới Grafen tin sản nghiệp sự tình, nếu như không có ngoài ý muốn sẽ ngụ lại ở chúng ta đế đô, hơn nữa là tương lai là tối trọng yếu sản nghiệp một trong, từ trên xuống dưới đều rất quan tâm nó. Vân Kiến Nghiệp nhắc nhở an ninh quốc gia cục điều tra bên kia số định mức sẽ chia thành năm phần, ngươi hiểu không? Vân Kiến Nghiệp tiếp tục mịt mờ nhắc nhở. Bọn họ cũng muốn gia nhập vào sao? Vân Hải Dương sửng sốt một chút. Lợi ích rất lớn, bọn họ cũng rất tâm động, nhưng sẽ không trực tiếp đứng ra, chỉ là từ an ninh quốc gia cục điều tra bên này an bài thống nhất, đồng thời sẽ không làm bất kỳ can thiệp nào cử động. Vân Kiến Nghiệp nói rõ nói. Ừm, ta tự xem như không biết tin tức này, nên tranh thủ lợi ích, ta một phần sẽ không để cho đi ra ngoài. Vân Hải Dương nói rõ nói. Vân Hải Dương tiếp tục nói, dựa theo lương ca bên kia thuyết pháp, chúng ta là hàng thứ nhất, chúng ta tài sản đem trực tiếp đi qua Grafen tinh sản nghiệp phóng đại gấp 10 lần. Hắn ngoạn pháp, sớm đã bị người đoán được, nhưng lập tức chính là phóng đại gấp 10 lần, những người này cũng sẽ giành cướp, bởi vì ở phóng đại gấp 10 lần sau đó, tương lai còn có thể phóng đại gấp 10 lần, cho nên chúng ta thiếu đối phương rất nhiều người tình, tiểu tử ngươi về sau từ từ trả. Vân Kiến Nghiệp nói rõ nói. Vân Hải Dương nhổ nước bọt, phải phải phải, ta chậm rãi còn. Đáng tiếc, nếu như nhị đường tỷ. Ai? Vân Bác Văn khẽ hừ một tiếng, Hải Dương, những thứ này vô liêm sĩ nói liền không nên nói nữa. Bác Văn ca, ta liền cảm thán một cái, chắc chắn sẽ không nói. Vân Hải Dương nói rằng, đúng rồi, Bác Văn ca, hôm nào ta đem Lương ca giới thiệu cho các ngươi quen nhau, ngươi và Thượng Võ ca đều là độc thân, Lương ca liêu muội thủ đoạn có điểm lợi hại, hắn dạy các ngươi. Vân Bác Văn im lặng nhìn lấy Vân Hải Dương. Vân Thượng Võ ở một bên nhổ nước bọc nói, Hải Dương, lão đại làm ngươi, ngươi làm ta làm cái gì? Đúng rồi, Hải Dương, ngươi cũng là 10 tỷ phú ông, ngươi một chiếc kia xe cần hen Carrera liền tặng cho ta, không tật xấu chứ? Vân Thượng võ nói rằng, trực tiếp mua một chiếc mới a. À? Vân Hải Dương biểu thị không thiếu tiền. Đừng đừng đừng, thân phận của ta mẫn cảm, đồ xài rồi liền thích hợp, ngược lại nó ở trong tay ngươi cũng là lãng phí, ngươi cái này nát vụng kỹ thuật, vẫn là đàng hoàng mua cái SUV a. Vân Thượng võ nhổ nước bọt. Vân Hải Dương không nói cái này chính là thiên đạo tốt luôn hồi sao hắn mới vừa liền kèm theo nhổ nước bọt một chút vân thượng võ kết quả vân thượng võ lập tức trả lại cái này nhân loại có độc vân kiến nghiệp trấn an nhìn lấy tam huynh đệ cãi nhau bởi vì tình huống như vậy ngược lại cho thấy tam huynh đệ quan hệ thân cận chương 972, đã sinh minh hà sinh lương 8. mười chín một v đất hoa tươi không giống với lý gia cùng vân gia sự hòa thuận tiền tiểu cương ở nhà ngã bài sau đó hoàn toàn chính là khắc họa phong Tiền trường sinh là lễ bộ thị lan, đồng dạng là chính tam phẩm đại quan, chỉ là lễ bộ địa vị thấp hơn, ở đế đô vòng địa vị cũng tầng thứ ba đỉnh chóp, nhưng lại thấp hơn vân gia. Có lẽ là đảm nhiệm chức vụ với lễ bộ nguyên nhân, tiền trường sinh quan tâm hơn già trẻ có thứ tự chế độ, hắn trực tiếp đưa đề nghị, tiểu cương, ngươi đã có linh khúc mỏ vàng cổ phần, một lần này 10 tỷ tài chính, ngươi hẳn là nhường cho ngươi hai cái ca ca. Tiền tiểu bác là người mê làm quan, nhưng văn hóa thành tích quá kém một chút, mặc dù có một cái chính tam phẩm đại quan phụ thân, hắn cũng tạm thời không có tiếng nhập triều đình mệnh quan danh sách. Tiền tiểu đoán là con mọc sách, chỉ số IQ sát thực tương đối cao, nhưng tình thương có chuyện. Đối mặt đề nghị của tiền trường sinh, vô luận là tiền tiểu bác, vẫn là tiền tiểu đoán đều tán thành khẳng định. Tiền tiểu bác chỉ trích, tam đệ, ngươi thời gian dài lũng đoạn tài chính đại quyền, còn luôn là ở bên ngoài sống phóng túng, ngươi không làm, thất vọng gia tộc đào tạo sao. Tiền tiểu đoán theo chỉ trích, tam đệ, ngươi chỉ lo cùng với chính mình ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm, Ngươi có nghĩ tới hay không ngươi hai cái ca ca ở chịu khổ? A. À. Tiền tiểu cương căn bản lười để ý hai người, ba, ngươi rõ ràng muốn thiên vị bọn họ. Tiền Trường Sinh hừ một tiếng, ta là phụ thân ngươi, ngươi làm sao nói chuyện? Lão tử cũng là phụ thân ngươi, ngươi như thế nào cùng nhi tử nói chuyện? Một đạo trung khí mười phần thanh âm truyền đến, Tiền tiểu cương gia gia Tiễn Đại Hữu xuất hiện. Tiền Trường Sinh vị này chính tam phẩm đại quan dường như chuột thấy mèo, "Ba, ý của ta là." Câm miệng. Tiễn Đại Hữu hừ lạnh, nhìn lấy ngươi cái này cổ hủ dáng vẻ, lão tử nghĩ một cước đạp chết ngươi. Tiễn đại hữu vừa nhìn về phía tiền tiểu bác, còn có ngươi. Một ngày liền làm lấy mộng tưởng hảo huyền muốn tiến vào triều đình, nhưng ngươi chăm chú học tập sao? Tiễn đại hữu tiếp tục phun, triều đình sát hạch một lần đều kiểm tra bất quá, ngươi có ích lợi gì? Tiền tiểu bác khúng đúng không dám nói lời nào. Tiễn đại hữu nhìn về phía tiền tiểu đoán, ngươi một cái con mọc sách liền đi học cho giỏi, nhận nhận chân chân làm ngươi văn hóa mộng, ngươi đòi tiền làm cái gì, học thư sinh bên trên họa lầu lão tử bị các ngươi ba cái quy nhi quy tôn tức chết rồi chuyện lần này giao cho tiểu cương xử lý về sau trong nhà tài chính đại quyền cũng giao cho tiểu cương xử lý lão tử rất sợ ngày nào đó hai chân duỗi một cái liên đi rồi sau đó số tiền này gia đã bị các ngươi thất bại thực sự là tức chết lão tử tiễn đại hữu thở dài gia gia không nên tức giận ta sẽ hảo hảo nỗ lực tiền tiểu cương an ủi bên kia tây hai đạo sát biên giới lân cận tây ba đạo một chỗ trong tứ hợp viện trung nơi này là trần minh gia trần gia trong thư phòng Trần Minh đang chìm lặng lẽ. Trần Hồng nhìn lấy Trần Minh, hắn thở dài lắc đầu. Trần Tiến, ngươi tốt nhất khuyên nhủ đệ đệ ngươi. Lần này đối phương Mượn Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh ở Đế đô vòng cắm rễ, đối phương ở Đế đô vòng địa vị trực tiếp vượt qua chúng ta. Bây giờ còn muốn cùng hắn tranh cái gì? Trần Minh, ngươi liền cúi đầu a. Trần Hồng thở dài, dựa theo tình huống hiện tại, đối phương chiếm cứ toàn bộ ưu thế, hơn nữa cái Đế đô vòng đều là đối với phương bên kia minh hữu. Ngươi trước việc làm lại để cho rất nhiều người xa lánh chúng ta, ngươi liền không có nghĩ qua cúi đầu sao? chỉ cần ngươi đem tư thái thả đầy đủ thấp, bồi lễ nói xin lỗi thái độ đầy đủ thành khẩn, tuy là ngươi biết mất mặt, nhưng ngươi biết chuyển nguy thành an. Trần Hồng khuyên giải nói. Nhưng mà Trần Minh trầm mặt không nói. Trần Hồng nhìn lấy quật cường Trần Minh, ngoại trừ lắc đầu cũng chỉ có thể lắc đầu, nhi tử trưởng thành, chung quy có chính mình ý nghĩ, hắn còn có thể làm sao? Mạnh mẽ cục Trần Minh đi chịu đòn nhận tội sao? Làm Trần Hồng sau khi rời khỏi, Trần Tiến dò hỏi, tiểu đệ, ngươi đến tục cùng muốn làm gì? Trần Minh đáp lại nói, Ta chỉ muốn chứng minh chính mình không so hắn sai. Trước đây lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, ta thì có một loại cảm giác, ta và hắn là đối thủ." Trần Minh tiếp tục nói. "Từ lần đầu tiên gặp mặt sau đó, chúng ta quan hệ của song phương ngay lập tức chuyển biến xấu, thậm chí ngay cả Tiền Tiểu Cương đều gia nhập vào đối phương trận doanh, ta chỉ muốn chiến thắng hắn, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, ta Trần Minh so với hắn an lương lợi hại." Trần Minh nói rõ nói. "Khổ như thế chứ?" Trần Tiến thở dài. "Ngươi thắng hắn thì thế nào?" Trần Tiến tiếp tục hỏi. Trần Minh trầm mặt, đúng là thắng thì thế nào đâu. Nhưng hắn chính là nghĩ thắng. Hắn nhớ muốn chứng minh chính mình so với An Lương lợi hại hơn. Chính là bởi vì như vậy, Trần Minh sách hoa cái bóng kế hoạch, đồng thời lại lừa dối Trần Hy thăm dò An Lương, bởi vì Trần Minh muốn thắng một lần, hắn muốn chứng minh chính mình. Có chuyện nhờ đều khổ, Trần Minh hoàn toàn cử chỉ điên rồ. Trần Minh bây giờ còn hết là lâm vào chấp niệm bên trong, hắn trước đây cũng là đế đô vòng sủng nhi, bọn họ thịnh thế đỉnh danh cũng là đế đô vòng thường thanh thụ, Đặc biệt là ở thiên vận đầu tư bổ sung một chút, bọn họ lão Trần Gia ở đế đô vòng địa vị tương đối cao. Nhưng An Lương sau khi đến hết thảy đều thay đổi, ban đầu là tiền tiểu cương sơ viễn hắn, sau lại là người trong nghề viên không ngừng tới gần An Lương, cuối cùng làm cho An Lương trở thành đế đô vòng lóng lánh siêu tân tinh. Trần Minh đố kỵ như vậy An Lương. Sở dĩ Trần Minh vừa muốn muốn chứng minh chính mình. Chỉ tiếc, đã sinh Minh, Hà sinh Lương. Chương 973, làm cho Lương ca chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nằm mộng A. 9, 10, 918V đúc hoa tươi Ngày 16 tháng 2 Buổi tối tiếp cận 10 giờ Vân cảnh quốc tế nhà trọ 8 số 806 phòng An Lương nhận được Hoàng Quốc Cường điện thoại Trần Tư Vũ tự nhiên là trong lòng miêu trạng thái An Lương trực tiếp nghe điện báo Hắn trước một bước mở miệng Lão Hoàng, tình huống gì? Ngươi hơn nửa đêm gọi điện thoại tới đây làm gì? Grafen pin sự tình Ngươi để lộ ra ngoài rồi hả? Hoàng Quốc Cường hỏi Không có ý nghĩa An Lương trực tiếp cúp điện thoại Bên kia hoàng quốc tường im lặng cầm điện thoại di động an lương lại cúp hắn trò chuyện đây là an lương lần thứ mấy cắt đứt hắn điện thoại hoàng quốc tường lần nữa đã gọi đi hắn trước một bước dò hỏi ngươi cúp điện thoại cuối cũng vẫn phải cho một cái lý do chứ để nhất grafen pin sự tình ta xác thực nói nhưng sự tình phía sau ngươi dám nói không phải là các ngươi ở trợ giúp an lương hỏi ngược lại grafen pin thọ mệnh tham số năng lượng mật độ tham số nạp điện tốc độ tham số thậm chí là thương nghiệp hóa thành phẩm tin tức, toàn bộ đều bị tiết lộ đi ra ngoài, ngươi cảm thấy ta không biết là các ngươi. An Lương lần nữa phản vấn. Lão Hoàng, ta lập đi lập lại nhiều lần phóng thích hữu hảo tin tức, nói thí dụ như lần này làm cho đế đô vòng gia nhập vào, liền là để cho ngươi biết nhóm, chúng ta Grafen pin sản nghiệp, đem hoàn toàn cắm rễ ở nơi này một mảnh thổ địa. An Lương nói rõ. Như vậy dưới tình huống, ngươi biết rồi còn hỏi, ta treo ngươi điện thoại đều là tốt, có tin hay không kéo ha lê. An Lương nhạo bán nói. Tuy là bị An Lương khám phá mánh khóe nhỏ, nhưng Hoàng Quốc Tường không chút nào bất luận cái gì xấu hổ. Hắn ngược lại lúng túng thổi nói, không hổ là An Tổng. Quả nhiên tâm tư nhạy cảm, có việc nói sự tình. An Lương đùa dẫn đáp lại, thổi phòng ta nhiều người đi, ngươi cần xếp hàng, được chưa? Hoàng Quốc Tường đáp lại nói, Ngô Xuân Sinh đã độc lập khai phát ra khỏi graphene pin hàng mẫu, trước mắt hàng mẫu là căn cứ vào Huawei M30 Pro Tay cơ chế tạo, ngươi nhìn bọn ta có muốn hay không làm một cái biểu thị biết các ngươi khảo nghiệm qua. An Lương phản vấn. Đương nhiên. Hoàng Quốc Tường khẳng định nói, hiệu quả phi thường tốt. Hoàn toàn đạt tới ngô xuân sinh tự thuật lý luận tính năng, đặc biệt là nạp điện phương diện tính năng, đơn giản là vượt ra khỏi làm bọn chúng ta đây ngoài dự liệu. Hoàng Quốc Tường tiếp tục nói, bọn ta một hồi đem tư liệu phát ngươi, ngươi tự xem cũng biết graphene pin ưu tú tính năng, xác thực vô cùng vô cùng cường đại. Tốt, ngươi đem tư liệu phát tới, ta sau khi xem sẽ cho ngươi hồi phục. An Lương đáp lại, lão Hoàng A, lại nói tiếp ngươi rất có kinh tế đầu não, vẫn còn biết trước giờ biểu thị Graphen pin cường đại tính năng, sau đó an bài một chút đế đô vòng gia hỏa. À! Hoàng Quốc tường sửng sốt một chút, An Tổng, ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là cho ngươi chia sẻ tin tức tốt, ta không có. An Lương trực tiếp cắt giúp Hoàng Quốc tường, nói như ngươi vậy, ta chỉ có thể cúp điện thoại, ngươi sợ là muốn cho ta chịu tiếng xấu thay cho người khác, đúng không? Hoàng Quốc tường cười gượng. Một hớp này nồi ta cổng, ta chờ một chút nhìn tư liệu sau đó, nếu như không có vấn đề, ta liền an bài một cái nội bộ sản phẩm buổi họp báo, làm cho đế đô vòng giữ tại hợp tác giả nhìn graphene tin cường đại, do đó để cho chúng ta dung tư càng nhiều, được chưa? An lương biểu thị chủ động cổng nồi. Nhưng cái này Hoàng quốc cường quên mất một việc. An lương phía trước nói, hắn nhớ muốn cho Hoàng quốc cường bọn họ tiếp thu toàn bộ điều kiện, bởi vì quyền chủ động ở An lương trong tay, An lương phải như thế nào chế định quy tắc, đó là Hoàng quốc cường bọn họ cũng muốn tuân thủ. Sở dĩ lần này Hoàng quốc cường là mang đá lên đập chân của mình. Đế đô vòng giữ tại hợp tác giả cũng bị hố, Hoàng Quốc Tường mình cũng cũng bị hố, An Lương tất nhiên sẽ lại một lần nữa trở thành người đại thắng. Hành, Hoàng Quốc Tường còn chưa phản ứng kịp chính hắn sẽ bị hố. Song phương kết thúc trò chuyện sau đó, Hoàng Quốc Tường đi qua an ninh quốc gia cục điều tra bảo mật thông tin phần mềm gửi tới tư liệu, An Lương cấp tốc tra xét graphene tin tình huống. Dường như Hoàng Quốc Tường tán dương giống nhau, graphene tin hàng mẫu biểu hiện ra tính năng sát thực phi thường cường đại, An Lương cấp tốc xem sau khi xong, hắn liền nở nụ cười. Bởi vì Hoàng Quốc Tường lần này đúng là chính mình hại chính mình. An Lương trực tiếp ở An ninh quốc gia cục điều tra bảo mật thông tin phần mềm trung hồi phục tin tức. An Lương, ta xem còn, xác thực phi thường lợi hại, cái này nồi ta cổng, ngày mai 10 giờ sáng, đám mây sơn trang đám mây quán trà, các ngươi đem Ngô Xuân Sinh mang tới, ta đem đế đô vòng nhân tập hợp, chúng ta làm cho Ngô Xuân Sinh hiện trường an bài một đài Huawei M30 Pro điện thoại di động, như thế nào? Hoàng Quốc Tường, không có vấn đề. Hoàng Quốc Tường, ngày mai 10 giờ sáng đến đúng giờ. An lương, ta khuyên ngươi trước giờ đến, miễn cho đến trễ. Dù sao đế đô vòng nhóm người kia, tuyệt đối mỗi một cái người đều sẽ trước giờ đạt đến, ngươi tin không? Hoàng quốc tường, được chưa? Chúng ta trước giờ đạt đến. An lương, tốt, ngày mai gặp. Hoàng quốc tường, ngày mai gặp. An lương cùng Hoàng quốc tường kết thúc sau khi trao đổi, hắn dò hỏi Tư vũ, sương sương, các ngươi ngày mai khai giảng chứ? Ừm, um, ngày mai ngày cuối cùng báo danh. Trần Tư vũ ở An lương trong lòng đáp lại. Ninh Nhược Sương cũng trở về đáp, giống như, nhưng ta thể trọng còn vượt chỉ tiêu một cân. Chờ một chút chúng ta nghiên cứu một chút yoga, ngươi học tự động hóa nghề nghiệp, ta giúp ngươi giảm xuống tới. An Lương Hư cười nói. Ninh Nhược Sương sắc mặt đỏ bừng. Trần Tư Vũ cũng hừ một tiếng. Đúng rồi, ta ngày mai có chuyện gì cần xử lý, chính các ngươi đi báo danh. An Lương nói rõ nói. Ừm. Trần Tư Vũ khéo léo đáp lại, Sương Sương, ngươi trước theo ta đi báo danh, ta lại cùng ngươi đi báo danh. Tốt. Ninh Nhược Sương đáp lại. Chương 974, phá vỡ nhận thức. 10, 10, 92 V đất hoa tươi tăng thêm. Buổi tối tiếp cận 10 giờ rưỡi, An Lương ở Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh uy chát đàn gửi đi tin tức. An Lương, mọi người, nói một chuyện, ngày mai 10 giờ sáng ở đám mây quán trà lầu 3 thương vụ phòng họp tổ chức một cái graphene pin nội bộ trình diễn biết. An Lương, xin hỏi có người sử dụng Huawei M30 Pro điện thoại di động sao? Hồ Tiểu Ngư, ta. Lý Minh Phi, ta cũng là tiền tiểu cương. Từ triết khải, M30 Pro tối cao xứng thổi qua. An lương, ngày mai ngẫu nhiên ở trong các ngươi quốc một cái người, cho các ngươi cống hiến một cái điện thoại di động. An lương, rõ ràng thiên quốc gia an toàn cục graphene tin chuyên gia tự mình trình diện biểu thị hiệu quả. Hồ tiểu ngư, lương ca, ngươi không ngụy trang rồi. An lương, các ngươi cũng không biết sao. Hồ tiểu ngư, ha 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 ha. Tiền tiểu cương, cái vòng này không có bí mật, những người này hoa dạng nhiều hơn rất, một chút xíu bí mật nhỏ, bọn họ trong nháy mắt đều có thể đào. Hồ Tiểu Ngư, Ngạo Kiều. Lý Minh Phi, ngồi đợi ngày mai 10 giờ. An Lương, được rồi, ngày mai nhập tràng phía trước sẽ bị an ninh quốc gia cục điều tra kiểm tra, ngày mai nội bộ biểu thị, chúng ta không hy vọng công khai, chờ chúng ta thương thảo hoàn tất sau đó, mới có thể triệt để công khai graphene pin kỹ thuật. An Lương, sở dĩ ngày mai thời điểm, kiến nghị đại gia mang một ít bài tú lơ khơ, cờ vây, cờ tướng gì gì đó, bởi vì nhập tràng phía trước, chúng ta sẽ thu rơi điện thoại di động của các ngươi. An Lương, dĩ nhiên, nếu như ngày mai không tham gia, liền không có có chuyện như vậy. Hồ Tiểu Ngư, không tham gia là không có khả năng, xin hỏi Lương ca, nhà của chúng ta có thể rút vốn sao, nhà của chúng ta muốn đem tiền đầu nhập graphene pin sản nghiệp trung. Lý Minh Phi, nhà của chúng ta cũng muốn rút vốn. Chu Vinh Hoa, nhà của chúng ta đồng dạng là La Mạng Điệp, thêm một vị. An Lương, an tâm đầu tư đột nhiên thành thiên vận đầu tư sao? Quỷ khuất. Hồ Tiểu Ngư, xin lỗi A, Lương ca, Chủ yếu là graphene pin sản nghiệp hoặc nhìn lên còn có phát triển tiền đồ, đồng thời có cao thủ đánh giá graphene pin sản nghiệp tương lai tiềm lực phát triển, mặc dù chúng ta là hàng thứ hai, nhưng đầu tư của chúng ta cũng có khả năng tăng vọt mấy chục lần. An lương, được chưa? An lương, muốn rút vốn chờ, các loại, phía sau lại nói, các ngươi nghĩ pháp rất tốt, nhưng graphene pin sản nghiệp nguyên bản cũng không phải chuẩn bị cho các ngươi, sở dĩ đến tục cùng biết thả ra ngoài bao nhiêu số định mức, mấu chốt nhất là xem an ninh quốc gia cục điều tra tình huống. An lương ngược lại ta chỉ có thể bảo đảm, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ngụm canh. An Lương, không nói, ngày mai trực tiếp xem nội bộ trình diễn biết. Ngày hôm sau, hơn 8 giờ sáng chung, Trần Tư Vũ lái BMW Đức M8C cùng Ninh Nhược Sương đi trường học, An Lương điều khiển Ron Roy Goose đi trước đám mây sơn trang, Lý Tồn Viễn ba người cũng đã xuất phát. Hơn 8 giờ sáng là sớm núi cao hồi cuối, tuy là An Lương là ra khỏi thành, nhưng giao thông tình huống như cũ rất không xong. Lân cận lúc 9 giờ rưỡi, An lương mới chỉ có đã tới đám mây sơn trang đám mây quán trà Lý Tùng Viễn ba người đang ở trước cửa nói chuyện phím bọn họ nhìn thấy An lương lái roi Vân Hải Dương hô lương ca bên này cho ngươi để dành chỗ đậu An lương dưới sự chỉ điểm của Vân Hải Dương đem roi đổ vào để dành chỗ đậu hắn sau khi xuống xe hỏi ba các ngươi đứng ở cửa làm cái gì Tiền Tiểu Cương trước một bước trả lời An ninh quốc gia cục điều tra đã sớm tới bọn họ ở bên trong hậu muốn đi vào có thể tiến vào liền muốn không thu tay lại máy móc chúng ta ở bên ngoài nghỉ một lát những người đó tiến vào an lương thuận miệng hỏi đại đa số đều đi vào hồ tiểu ngư cùng lý mỹ còn có mấy cái mụi tử ở lầu một nói chuyện phiếm hải dương ca tâm đều treo lên tiền tiểu cương ở vừa làm trò đùa hắn tiếp tục nói hồ tiểu ngư biết lý mỹ bây giờ cùng hải dương ca tình xưa phục nhiên lương ca ngươi cảm thấy hải dương ca còn có cơ hội không an lương đối với vân hải dương giơ ngón tay cái lên hải dương ca ta đột nhiên rất bội phục ngươi để đô vòng bên trong ngươi cũng dám dạng này phải không? Lý Tồn Viễn hạ giọng, hắn hay là không dám, hắn liền cùng Lý Mỹ co kéo tay, đến Vu Tiểu Ngư, hắn cả tay đều không dắt, bằng không có thể sẽ bị Tiểu Ngư ca ca cắt đứt chân, vẫn là điều thứ ba cái loại này. Vân Hải Dương vô lực nhổ nước bọt, ta vang cầu các ngươi ba cái vụn sắc nam, ta. Tính rồi, các ngươi nói đi, ta muốn như thế nào gia nhập vào các ngươi. Xin lỗi, ta là nam nhân tốt, ta không hiểu ý tứ của ngươi. An Lương nghiêm trang nói. Lý Tồn Viễn tán thành, Ta cũng là nam nhân tốt." Tiền Tiểu Cương đi một bước, hắn đứng ở lý Tồn Viễn cùng An Lương bên người, tuy là ta đại hoa cánh tay, tuy là ta đầu nhím, tuy là ta hút thuốc uống rượu đua xe đi ba, nhưng ta đúng là nam nhân tốt." Tiền Tiểu Cương thuyết pháp này dường như có điểm quen tai. Bất quá lối nói của hắn, hẳn không có vấn đề chứ? Dù sao Tiền Tiểu Cương coi như là cũng nam nhân đâu." Ta ói ra. Vân Hải Dương cố ý làm nôn mửa động tác, không hổ là ba cái vụn sắc nam. Cốt lắm cốt lắm, không phải nói giỡn chúng ta vào đi thôi, chờ một lát biểu thị graphene cường đại tính năng, nó biết phá vỡ các ngươi đối với tin nhận thức. An Lương nói rõ nói. Hèn mọn phát nhai tác giả, chỗ bình luận chuyện tâm sự các ngươi biết đến graphene như thế nào cường đại. Chương 975, Mỹ Nhân kế sao? một 10. Cầu hoa tư duyệt vé tháng. Đám mây quán trà. An Lương chào hỏi Lý Tồn Viễn Tam Huynh để chuẩn bị tiến nhập quán trà, nhưng Lý Tồn Viễn Tam Huynh để cùng nhau nở nụ cười. Lý Tồn Viễn trước tiên nói rằng, Lương ca, Chờ một lát ngươi muốn ổn định. À. An Lương Nghi hoặc nhìn Lý Tồn Viễn. Tiền Tiểu Cương nói tiếp, "Lương ca, ngươi mới vừa nói Hải Dương ca lá gan rất lớn, cũng dám ở trong vòng chân đứng hai thuyền, nhưng trên thực tế Hải Dương ca thật không dám." Tiền Tiểu Cương tiếp tục nói bổ sung, "Chờ một lát chính là khảo nghiệm Lương ca thời điểm." "Vân Hải Dương phụ nghị đạo, ta kiến nghị ngươi vẫn cẩn thận tốt nhất." "Tình huống gì à?" An Lương nhìn lấy Lý Tồn Viễn ba người hỏi. "Đi đi đi, chúng ta đi vào lại nói." tiền tiểu cương bắt chuyện an lương đầy bụng nghi hoặc hắn theo ba người đi vào đám mây quán trà hoàng quốc cường tự mình chờ ở cửa bốn người nguyên bản an ninh quốc gia cục điều tra nhân viên công tác muốn kiểm tra bốn người nhưng bị hoàng quốc cường ngăn cản hắn chủ động hô an tổng lão hoàng a tới cố gắng sớm a an lương hô hoàng quốc cường đáp lại nói tới 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 an tổng ta giới thiệu cho ngươi một người bạn lý tồn viễn ba người âm thầm nín cười bằng hữu gì an lương vừa hỏi vừa cùng lên Hoàng Quốc Cường bước chân. Hoàng Quốc Cường mang theo An Lương đi tới lầu một phía bắc một chỗ trà nghệ biểu diễn khu, cái này một cái khu vực bị tám cái muội tử chiếm lĩnh vị trí, An Lương nhìn thấy người quen, bao quát hồ tiểu ngư, lý mỹ, la mạng điệp chờ, các loại. Đang ở trà nghệ trình diễn giống như một gã đỉnh cấp mỹ nữ. An Lương một cách tự nhiên sử dụng nhân tế quan hệ hệ thống máy quét tuần tra đối phương tin tức. Triệu Uyển Hề Tuổi tác, 19 Thân cao, 176cm Thể trọng, 54kg. Dung nhan trị, 97. Vóc người, 96. Hảo cảm, 69. Thuần khiết bản chất, 100. Phẩm hạnh đạo đức, 91. Thân thể khỏe mạnh, 98. Cái này. Dung nhan trị vẹn vẹn so với ninh nhược xương thấp một chút, vóc người lại so với ninh nhược xương khá hơn một chút, phẩm hạnh đạo đức qua cửa, thân thể khỏe mạnh trình độ càng là kém chút mạnh nổ, thuần khiết bản chất cũng không có vấn đề đám mây quán trà lại còn có loại này cực phẩm. An Lương trước nhìn thoáng qua Vân Hải Dương, dựa theo hắn đối với Vân Hải Dương hiểu rõ, tình huống như vậy chẳng lẽ Vân Hải Dương không có hành động. Không hợp lý. Có chuyện. Vân Hải Dương phát hiện An Lương ánh mắt, hắn thấp giọng nói, xem ta làm gì. Ngươi hiểu. An Lương đáp lại. Ta không hiểu. Vân Hải Dương không tiếp chiêu. Tiền Tiểu Cương ở một bên hắc hắc cười quá dị, Lương ca, ta đoán ngươi nghĩ sai. Lý Tồn Viễn Vạch Trần nói, cái kia trình diễn trà nghệ mỹ nữ không phải đám mây quán trà. Quả nhiên có chuyện. Hoàng quốc Cường Hô, Tiểu Triệu, ngươi tới đây một chút, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn. Triệu Uyển Hề đã đi tới, nàng trực tiếp nhìn về phía An Lương, chủ động tự giới thiệu, ngươi tốt, An Lương, ta gọi Triệu Uyển Hề, Triệu tiền tôn lý đệ nhất Triệu có mỹ nhất nhân, thanh dương Uyển Hề Uyển Hề, cũng không phải tiếc núi đồng tình tiếc hận. Cái này một cái tự giới thiệu tràn ngập tự tin. Kinh thi. An Lương phản vấn. Trịnh Phong giả hữu mạng thảo triệu uyển hề đáp lại ta cần tự giới thiệu sao an lương phản vấn không cần ta đều biết triệu uyển hề mỉm cười đáp lại nàng mỉm cười lúc rất đẹp như cùng nàng tự giới thiệu giống nhau thật đúng là có đẹp một người thanh dương uyển hề hoàng quốc tường ở một bên nói tiếp các ngươi đã biết ta cũng không cần giới thiệu đúng rồi hoàng quốc tường bổ sung an tổng tiểu triệu chính là của chúng ta người đại diện nàng hiện nay học tập đế đô đại học kinh tế học viện Nàng và ngươi giống nhau đều là đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Có chút ý tứ. Cái này Hoàng Quốc Cường là làm cái gì mỹ nhân kế sao? Dung nhan trị cho điểm 97 điểm, Vóc người cho điểm 96 điểm, còn lại các hạng cho điểm đều phi thường ưu tú, cái này. Dường như có điểm khó chịu nổi bộ dạng. Lý Tồn Viễn ở một bên chen vào nói, Triệu Uyển Hề, đã lâu không gặp. Tồn Viễn ca, Hải Dương ca, Tiểu Cương ca, chúng ta đều đã lâu không gặp. Triệu Uyển Hề chào hỏi. Vân Hải Dương đáp lại nói, xác thực đã lâu không gặp tiền tiểu cương có điểm không thân mùi vị đáp lại lần trước gặp mặt hay là đi năm nghỉ hè chứ triệu uyển hề không có nói tiếp nàng xem hướng an lương nói liên quan tới grafen tin trình diễn chúng ta bên này đã chuẩn bị xong ngươi xem chúng ta khi nào thì bắt đầu hiện tại an lương phản vấn tốt triệu uyển hề gật đầu nàng lập tức xoay người đi hướng trà nghệ khu chào hỏi đế đô vòng còn lại mùi tử tiền tiểu cương hạ giọng trêu đùa lương ca ngươi cảm thấy triệu uyển hề xem được không thật đẹp mắt. An Lương khẳng định đáp lại. Vân Hải Dương nhắc nhở, cái này Triệu Uyển Hề là đế đô vòng cao cấp nhất tồn tại, đế đô vòng 5 tầng sinh thái trung, nhà bọn họ ở tầng thứ nhất. Lý Tồn Viễn thêm vào nói, nhà của chúng ta cũng cũng là ở tầng thứ hai. Lương ca, ngươi nếu như động lòng, chính ngươi tham khảo tham khảo Hải Dương ca hạ tràng. Vân Hải Dương vẽ mặt dấu chấm hỏi, hắn kết quả gì? Thì ra là thế. Thảo nào Triệu Uyển Hề ở tự giới thiệu mình thời điểm, liền để lộ ra tự tin mãnh liệt, đồng thời nàng chỉnh thể khí tràn chính là tự tin vô cùng. Cái này mỹ nhân kế, có phải hay không quá cao đoan một điểm? Làm sao cái đột nhiên có điểm người ở rễ cảm giác? Xin hỏi may mắn một đời hệ thống có cho hay không cái gì thần châm thưởng cho? Hèn mọn phát nhai tác giả, một tuần lễ mới bắt đầu rồi, cầu một cái hoa tươi, chúng ta tuần này có thể cầm xuống để nhất sao? Chương 976, rất xứng. 2. Mười cầu hoa tươi duyệt vé tháng. Đám mây quán trà lầu 3, thương vụ phòng học thiên thượng bạch ngọc kinh câu lạc bộ thành viên toàn bộ đến đông đủ bao quát đến từ thịnh khánh ngô chính phong hắn là thiên thượng bạch ngọc kinh duy nhất một cái không phải đế đô thành viên vòng ngoài số ghế cuối cùng an lương trước cùng hoàng quốc cường trao đổi cụ thể nước chảy hắn mới chỉ có tiến nhập thương vụ phòng học khi tiến vào thời điểm hắn cùng ngô chính phong gật đầu thăm hỏi sau đó đi hướng thượng thủ hàng ngang vị làm an lương đi tới thượng thủ hàng ngang vị một gã tóc quan phúc hậu trung niên nhân chủ động đi tới đưa tay phải ra ý bảo cùng an lương nắm tay an lương đã đi qua nhân tế quan hệ hệ thống máy quét xác định thân phận của đối phương chính là quách chí dương bây giờ bị an ninh quốc gia cục điều tra đổi thành ngô xuân sinh dùng tên giả về sau đều sẽ sử dụng tên này sinh hoạt an lương đưa tay cùng ngô xuân sinh giữ tại cùng nhau ngươi tốt an tiên sinh vạn phần cảm tạ ngươi vương viện trợ thủ ngô xuân sinh một bên khách khí nói một bên hai tay nắm ở an lương tay phải do đó biểu thị chính mình tôn kính thái độ an lương cười đáp lại không cần khách khí ngô chuyên gia sự tình phía sau nhờ ngươi xin yên tâm an tiên sinh ngô xuân sinh không có tiến hành bất kỳ cam kết gì nhưng hắn ở an ninh quốc gia cục điều tra biểu hiện đã thắng được bất kỳ cam kết gì dù sao an ninh quốc gia cục điều tra vô luận dùng phương thức gì ngô xuân sinh thủy chung lựa chọn trung thành an lương cùng ngô xuân sinh đơn giản sau khi trao đổi vân hải dương đem microphone đưa lên an lương tiếp nhận microphone nói rằng không nghĩ tới a à, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt ha 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 đám người cười vang. Ngày hôm nay đâu, chúng ta không vẽ bánh mì loại lớn, cũng không nói cái gì tương lai, bởi vì tương lai đã tới. An Lương đề cao âm lượng, cho tới nay bị làm thành làm âm mưu đối với tới Graffentin, ngày hôm nay nó tới thật. Thằng nhóc cứng đầu ca, đem điện thoại di động của ngươi lấy ra. An Lương hô. Tiền tiểu cương đem điện thoại di động của mình lấy ra đưa cho An Lương. An Lương nhận lấy sau đó, hắn mở miệng nói, đây là một đài Huawei 30 po điện thoại di động, phiền phức nhân viên công tác đem còn dư lại ba máy điện thoại di động cũng đưa ra. An ninh quốc gia cục điều tra nhân viên công tác đem ba máy Huawei M30 Pro điện thoại di động đưa ra. Hồ Tiểu Ngư, Lý Minh Phi, Từ Triết Khải, mời ba vị đi lên một chút, đem điện thoại di động của các ngươi giải tỏa, đồng thời thủ tiêu mật mã thiết trí. Bọn chúng ta một hồi sẽ tại bốn đài trong điện thoại di động ngẫu nhiên rút ra một đài thành tựu ngày hôm nay rắc thí Graphene pin vật dẫn. An Lương nói rõ nói. Hắn mở một trò đùa, nếu như các ngươi trong điện thoại di động có cái gì vui tai vui mắt video tư liệu, ta kiến nghị các ngươi hiện tại cắt bỏ, bởi vì chờ một lát khảo nghiệm thời điểm, chúng ta biết quay chụp video, đồng thời đi qua máy chiếu hình hướng mọi người trình diễn. Thương vụ trong phòng học lại phát ra cười vang, thiên thượng Bạch Ngọc Kinh câu lạc bộ bầu không khí tương đối tốt, hoàn toàn không có bản khắc nghiêm túc cảm giác. Làm hồ tiểu ngư ba người lên đài giải khai trừ điện thoại di động mật mã sau đó, An Lương hô, tiểu ngư, ngươi chờ một chút. Hồ tiểu ngư nghi ngờ nhìn về phía An Lương, còn có chuyện sao, Lương ca. An Lương gật một cái trên mặt bàn bốn trương poker, trên bàn có bốn trương poker, theo thứ tự là A, 2, 3, 4, bọn họ đại biểu từ trái sang phải bốn đài điện thoại di động, người ngẫu nhiên rút ra bốn lần, chúng ta tuyển trạch rút trúng nhiều nhất một cái mã số đối ứng điện thoại di động thành tựu máy khảo nghiệm. Như vậy ngẫu nhiên rút ra phương thức, dùng hết khả năng loại bỏ cái gọi là An Giang, đại gia cũng có thể lý giải chứ. An Lương đem lời đề công khai trong suốt. Nếu như chỉ rút ra một lần quả thật có khả năng sản sinh ăn gian hoài nghi. Nhưng bây giờ ngẫu nhiên rút ra 4 lần, liền có thể để người ta sản sinh tín nhiệm cảm giác. Còn như mỗi một lần rút trúng không cùng một dạng. Vậy lại quất một lần, vấn đề nhỏ. Trải qua rút ra, Hồ Tiểu Ngư rút trúng 1 tấm 2, 1 tấm 3, 2 tấm 4. Số 4 điện thoại di động, đến từ Lý Minh Phi, ta cuối cùng hỏi một lần, Minh Phi ca, người bên trong điện thoại di động không có vui tai vui mắt đồ đạc, đúng không? An Lương lại nhạo bán hỏi lý minh phi cao giọng đáp lại không có tùy các ngươi xem ta đã sớm dành trước số liệu dù cho làm hư cũng không có vấn đề hư hao là không có khả năng hư hại chúng ta kế tiếp liền đem công tác giao cho ngô chuyên gia đồng thời an ninh quốc gia cục điều tra nhân viên công tác biết toàn bộ hành trình camera đồng thời đi qua máy chiếu hình truyền phát ra cá nhân ta kiến nghị các ngươi chăm chú nhìn an lương nhắc nhở nói còn hết chi an lương cũng không nói nhảm hắn đem microphone đưa cho triệu uyển hề chờ một lát cụ thể khảo nghiệm lời bột bạch để cho Triệu Uyển Hề tiến hành giới thiệu. Không đủ 2 phút phía sau, thương vụ trong phòng họp máy chiếu hình bắt đầu công tác, an ninh quốc gia cục điều tra an bài chuyên viên quay phim bắt đầu thu ngô xuân sinh phân giải Huawei M30 Pro điện thoại di động tình huống. Triệu Uyển Hề tự tin lại rõ ràng duyệt thanh âm bắt đầu giảng giải. Bây giờ là bước đầu tiên thao tác, ngô chuyên gia sẽ đem Huawei M30 Pro điện thoại di động phân giải, đem nguyên bản tin ion lithium lấy xuống, lại thay đổi bên trên mới tin graphene pin. Triệu Uyển Hề thanh âm có điểm êm tai, thanh thúy dễ nghe lại tràn đầy tự tin, phản phất mùa đông ngoãn quang, lại như cùng là sơ xuân mặt trời mới mọc. Lý Tồn Viễn đứng ở An Lương bên người, hắn thấp giọng nói, Triệu Uyển Hề rất đẹp, đúng không? An Lương không có phủ nhận, giống như. Lương ca, kỳ thực ngươi cùng Triệu Uyển Hề rất xứng. Lý Tồn Viễn nói rõ nói. Chương 977, đây cũng quá mạnh chứ. Ba 10, cầu hoa tư duyệt vé tháng. An Lương cùng Triệu Uyển Hề xứng. Viễn ca, ngươi muốn hại ta an lương thấp giọng nhổ nước bọt lý tồn viễn phủ định lắc đầu ta nói thực sự nếu như các ngươi song phương kết hợp với nhau đó chính là siêu cấp cường cường liên hợp nhà nàng địa vị và tài nguyên ngươi trưởng thống tài phú đem hoàng mỹ dung hợp vào một chỗ mặt khác nàng đầy đủ xinh đẹp nàng là đế đô vòng số một số hai đỉnh cấp mỹ nữ nếu như tổng hợp điều kiện gia đình nàng chính là đế đô vòng đệ nhất lý tồn viễn nói rằng tuổi của nàng giống như ngươi nàng cũng không có bất kỳ chuyện xấu đồng thời nhà của nàng giáo phi thường tốt ngươi liền không có suy nghĩ qua lý tồn viễn tò mò hỏi ngươi liền không có suy nghĩ qua an lương phản vấn lý tồn viễn cười khổ ta nào có tư cách ta hải dương ca thằng nhóc cứng đầu ca chúng ta đều không có tư cách bởi vì chúng ta đại biểu tài nguyên đối với nàng phía sau màn tài nguyên mà nói căn bản không có bất luận cái gì thôi động ngược lại là lặp lại tài nguyên ngươi cũng không giống nhau các ngươi đại biểu bất đồng lĩnh vực lực lượng sở dĩ ta mới nói các ngươi rất xứng lý tồn viễn nhẹ giọng cảm thán an lương cự tuyệt đừng hại ta, ta không muốn trở thành Hải Dương ca. Vân Hải Dương cảm giác có bị mạo phạm đến. Ở An Lương cùng Lý Tồn Viễn trao đổi thời điểm, Ngô Xuân Sinh đã hoàn thành Huawei M30 Pro pin của điện thoại di động thay đổi công tác. Triệu Uyển Hề lời bộc bạch giới thiệu, trước tiên công bố Graphene pin điều thứ nhất đặc tính, Huawei M30 Pro điện thoại di động nguyên bản pin ion lithium thiết kế dung lượng là 4500 mAh, hiện tại thay đổi Graphene pin thiết kế dung lượng đạt tới 700 mAh thương vụ bên trong phòng họp nhất thời phát ra kinh hô cùng cảm thán thanh âm. Triệu Uyển Hề tiếp tục giới thiệu, ta tin tưởng đang ngồi một số người đã trước giờ lấy được số liệu, graphene pin năng lượng mật độ là pin ion lithium năng lượng mật độ 150%, dựa theo đạo lý mà nói, chắc là 675 không mA lúc, đúng không? Trên thực tế là bởi vì graphene pin đóng gói yêu cầu xa xa thấp hơn pin ion lithium, đồng thời pin quản lý phương án chip tổ thể tích cũng lớn biên độ giảm xuống, sở dĩ trên thực tế tương đồng thể tích pin đóng gói kết cấu, Graphene pin nội bộ điện tâm càng nhiều. Triệu Uyển Hề nói rõ tình huống. Ở Triệu Uyển Hề giải thích thời điểm, Ngô Xuân Sinh đã một lần nữa lắp ráp Huawei M30 Pro điện thoại di động, đồng thời thuận lợi khởi động máy, trước mắt pin biểu hiện thừa ra số lượng là 3%. Triệu Uyển Hề lại giới thiệu, vì để cho đại gia đầy đủ trực quan cảm thụ Graphene pin nạp điện tốc độ, một khối này Graphene pin, chúng ta đặc biệt tiến hành rồi phóng điện, hiện tại chỉ còn lại có 3% lượng điện, chúng ta biết tối cao độ sáng phát hình video, do đó cấp tốc tiêu hao lượng điện sau đó thử nạp điện, cho mọi người trình diễn nó nạp điện tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu sao nhanh. Mặt khác ở nạp điện thời điểm, mời Lý Minh Phi tiên sinh, còn có tiểu ngư đi lên một chút, các ngươi ở nạp điện trong quá trình có thể sờ một cái điện thoại di động phát nhiệt tình huống. Triệu Uyển Hề nói rõ nói. Tiểu nửa giờ sau, trải qua thay đổi quần áo Graphene Pin Huawei M30 Pro điện thoại di động thừa ra lượng điện cuối cùng từ 3% hạ xuống tới 1% trình độ, Triệu Uyển Hề bắt chuyện Lý Minh Phi cùng Hồ Tiểu Ngư lên sân khấu. Ở nạp điện phía trước, Triệu Uyển Hề tiếp tục giới thiệu, chúng ta đều biết Huawei M30 Pro điện thoại di động dùng 40V đứt nạp điện công suất, nhưng cải trang graphene pin sau đó, chúng ta khiến cho dùng USB pd hiệp nghị dưới tối cao nạp điện công suất, cũng chính là 100V đứt công suất, đối ứng điện áp là 20V, điện lưu là 5A. Đồng thời graphene pin cụ bị từ 0 đến 100% nạp điện toàn bộ hành trình tốc độ cao đặc tính, ý nghĩa nó nạp điện tốc độ mãi mãi cũng là nhanh nhất tình huống, đây là một loại phi thường cường đại đặc tính, chúng ta dùng số liệu nói rõ. Triệu Viễn Hề nhắc nhở. Như trước lấy Huawei M30 Pro điện thoại di động làm thí dụ, nguyên tem pin ion lithium từ 0 đến 40% thời gian sạc điện là 15 phút đồng hồ, nhưng 30 phút thời gian sạc điện, chỉ có thể từ không nạp điện nói 70%. Cái này dạng đối lập dưới tình huống, phía sau 15 phút đồng hồ nạp điện hiệu suất giảm xuống 10%. Triệu viễn Hề nêu ví dụ nói rõ. Nếu như thu nhỏ lại thời gian, từ không nạp điện đến 100% dưới tình huống, phía trước 5 phút đồng hồ có thể nạp điện 15% nạp điện hiệu suất tăng thêm một bước, chúng ta trải qua thử đi thử lại nghiệm, vô luận là một phút, vẫn là 5 phút đồng hồ, đều là giống nhau hiệu suất, nhanh nhất mỗi một phút nhảy vào 135mA lúc. Triệu Uyển Hề bổ sung số liệu. Nếu như là từ không nạp điện đến 100% tình huống, Huawei M30 Pro điện thoại di động cần 74 phút, cuối cùng 30% lượng điện, ngược lại tiêu hao 44 phút. Triệu Uyển Hề thêm vào tin tức. Máy chiếu hình hiện lên Triệu Uyển Hề giải thích rõ số liệu, Triệu Uyển Hề tiếp tục nói, từ những số liệu này, chúng ta có thể thấy được Huawei M30 Pro điện thoại di động nạp điện tốc độ kỳ thực rất nhanh, chỉ là bởi vì lithium battery nạp điện hiệu suất suy giảm tạo thành nạp điện tốc độ giảm bớt. Nếu như dựa theo phía trước 5 phút đồng hồ nạp điện hiệu suất, tức mỗi 1 phút nhảy vào 135 mA lúc lượng điện, 4500 mA lúc tổng lượng điện vẹn vẹn cần 33 phút 20 giây có thể hoàn thành, tương đương với đề cao 55% hiệu suất. Triệu Uyển Hề lo di rõ ràng nói rõ tình huống. Đám người sáng tỏ gật đầu cụ bị nhanh sung mãn chức năng điện thoại di động, ở thấp lượng điện thời điểm, nạp điện tốc độ xác thực nhanh hơn. Chương 978, tràn đầy giá trị. 4. 10. Cầu hoa tư duyệt vé tháng. Triệu Uyển hệ đi qua bày ra số liệu, đem phức tạp nạp điện hiệu suất vấn đề an bài rất rõ ràng, mặc dù là người ngoài nghề cũng có thể rõ rõ ràng, ràng ràng minh bạch nạp điện hiệu suất tình huống. Ta mới vừa liền nói, Grafentin không có nạp điện hiệu suất suy giảm vấn đề, vô luận là đang không có điện dưới tình huống, vẫn có 99% lượng điện dưới tình huống, nó nạp điện tốc độ thủy chung như một, một khối này graphene pin hàng mẫu mỗi một phút có thể nhảy vào 550mA lúc lượng điện. Triệu Uyển Hề giới thiệu. Nó dung lượng là 700mA lúc, trên lý thuyết chỉ cần 12 phân 42 giây có thể tràn ngập, nhưng bởi vì dây cáp cùng tiếp lời, cùng với pin điện trở tổn hao, từ 0 đến 100% thời gian sạc điện cần 13 phút. Triệu Uyển Hề nói rõ nói. Nghe cái này một con số, An Lương đều kinh ngạc được không? 700 lúc pin, thời gian sạc điện 13 phút. Đối lập Huawei M30 Pro điện thoại di động nguyên tem 4500mAh lúc pin, từ không nạp điện 100% cần 74 phút, hơn nữa còn là sử dụng có dây 40V đốt siêu cấp nạp điện hình thức. Cái này dạng so sánh nhìn một cái, graphene pin dung lượng càng lớn, thời gian sạc điện càng là xa xa thấp hơn pin ion lithium, dù cho chế tạo thành bổn là pin ion lithium gấp hai giá cả, nhưng vẫn là hoàn toàn nghiền ép ưu thế được không? Hiện tại chúng ta liền biểu thị nạp điện toàn bộ quá trình, ở nạp điện trong cả quá trình, chúng ta khiến cho dùng hồng ngoại rắc ôm nghi toàn phương vị ghi chép cái này một đài Huawei M30 Pro điện thoại di động điện thoại di động nhiệt độ, đồng thời mời Lý Minh Phi cùng Tiểu Ngư tự mình chạm đến nó, do đó cảm thụ nó nạp điện phát nhiệt tình huống. Triệu Uyển Hề nói rõ nói. Ngô Xuân Sinh ở Triệu Uyển Hề nói còn hết chi, đem tiêu chuẩn tiếp e cờ hình e, mắt dây nối điện tử tiếp vào Huawei M30 Pro điện thoại di động nạp điện miệng, đồng hồ bắt đầu công tác. Sau một phút, Huawei M30 Pro điện thoại di động biểu hiện pin thừa ra số liệu từ 1% đưa lên đến 9%, như vậy nạp điện tốc độ thật nhanh. Triệu Uyển Hề ở một bên lời bộc bạch bổ sung, phút thứ nhất nạp điện biểu hiện là 8%, nhưng trên thực tế không có 8%, bởi vì là điện thoại di động hệ thống không biểu hiện số lẻ phía sau số liệu. Triệu Uyển Hề nhắc nhở, hôm nay nhiệt độ trong phòng là 22 độ C, từ hồng ngoại trắc ôn nghi tin tức biểu hiện, hiện nay cái này một đài Huawei M30 Pro điện thoại di động nhiệt độ cũng chỉ có 28 độ C. Lý Minh Phi tiên sinh, tiểu ngư, các ngươi có thể sờ một cái, nhìn một chút nhiệt độ tình huống. Lý Minh Phi cùng hồ tiểu ngư phân biệt vào tay thử một chút nhiệt độ, an ninh quốc gia cục điều tra nhân viên công tác đem hai cái microphone phân biệt đưa cho Lý Minh Phi cùng hồ tiểu ngư, do đó để cho bọn họ chia sẻ cảm thụ. Hồ tiểu ngư trước một bước mở miệng, nó có chút lạnh, chí ít so với ta tay lạnh một điểm. Lý Minh Phi tán thành, quả thật có chút lạnh, như vậy tốc độ cực cao nạp điện, dĩ nhiên sẽ không phát nhiệt sao. Triệu Uyển Hề đáp lại, kỳ thực biết phát nhiệt. Pin ion lithium nạp điện phát nhiệt nguyên nhân lớn nhất là pin điện trở vấn đề, bởi vì có nội bộ điện trở nguyên nhân, do đó đem điện năng đổi thành nhiệt năng, nhưng graphene pin nội bộ điện trở phi thường thấp, ở nạp điện thời điểm chuyển hóa nhiệt năng cũng ít vô cùng, sở dĩ nó phát nhiệt rất thấp, hoàn toàn bị tự nhiên giải nhiệt trung hòa. Ở từ không đến 100% nạp điện trong quá trình, Lý Minh Phi cùng Hồ Tiểu Ngư phản phản phục phục nhiều lần vào tay trắc thí nhiệt độ, vô luận là bọn họ tự thân lên tay, vẫn là hồng ngoại trắc ôm nghi số liệu, đều nói rõ cái này một đài Huawei M30 Pro điện thoại di động ở nạp điện thời điểm thực sự không có quá nhiều nhiệt lượng. Nhiệt độ cao nhất độ chính là 29 độ C, vẫn bị Hồ Tiểu Ngư cùng Lý Minh Phi vào tay đem lúc chơi đùa truyền đi nhiệt lượng, khi bọn hắn buông sau đó, nhiệt độ lại hạ xuống tới 28 độ C. Loại này nhiệt độ khống chế trình độ, làm cho hiện trường mọi người đều vô cùng kích động, bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng, như vậy graphene pin đã cụ bị giá trị buôn bán, hơn nữa là cao vô cùng giá trị buôn bán. Pin ion lithium thành phẩm cũng không cao, hay là dùng Huawei M30 Pro điện thoại di động pin ion lithium làm thí dụ, giá vốn cách tuyệt đối không cao hơn 50 nguyên. Mặc dù graphene pin thành bổn là pin ion lithium thành phẩm gấp 2, đây cũng là 100 nguyên mà thôi. Nếu như đem Huawei M30 Pro điện thoại di động điện thoại di động đổi thành graphene pin, dựa theo 100V đức không suy giảm nạp điện tính năng, 700 lúc pin dung lượng, 13 phút từ không nạp điện 100%, đồng thời pin không có nóng lên dưới tình huống, đem giá đề cao một nghìn nguyên rất khó sao? Tuyệt đối không khó. Dù cho lo lắng phiêu lưu, vậy hãy để cho pin ion lithium cùng graphene pin song phiên bản đặt song song, lại căn cứ thị trường tiêu thụ tình huống điều chỉnh cũng có thể chứ. Triệu Uyển Hề bổ sung nói rõ nói, graphene pin chỗ cường đại, ngoại trừ chúng ta biểu thị tình huống ở ngoài, ở an toàn phương diện tính năng cũng phi thường xông ra, mặc dù xuyên thứ graphene pin thậm chí trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn, nó đã không biết thiêu đốt, cũng sẽ không bạo tạc, thậm chí còn có thể sử dụng bình thường, chỉ là tổn thất một ít dung lượng mà thôi. Dĩ nhiên, hư hao phía sau graphene pin chỉ có thể bình thường phóng điện, kiên trì đến lượng điện tiêu hao hoàn tất, nếu như còn muốn nạp điện, tắt vô pháp tiến hành hữu hiệu nạp điện. Triệu Uyển Hề lộ ra nụ cười. An Lương nhìn lấy Triệu Uyển Hề nụ cười, hắn có một chút bị đánh trúng cảm giác, nhưng sau một khắc liền chặt đứt niệm tưởng. Triệu Uyển Hề thân phận quá đặc thù, nếu như An Lương muốn cùng với Triệu Uyển Hề, hắn cũng chỉ có thể cùng với Triệu Uyển Hề, hắn cũng không nguyện ý cái này dạng. Dù sao An Lương là một người đàn ông tốt, hắn làm không được bội tình bạc nghĩa sự tình. Chương 979, Vô hạn quang minh tương lai. Năm, 10, cầu hoa tư duyệt vé tháng. Graphene pin nạp điện biểu thị hoàn toàn thành công, nhưng mà phóng điện trắc thí chính là vô cùng thống khổ. Bởi vì không có cấp tốc phóng điện công năng. Tiền Tiểu Cương cùng Lý Minh Phi, còn có Chu Vinh Hoa ba người luân phiên ra trận chơi game, một cái người đánh 2 giờ, ước chừng tốn 6 giờ. Huawei M30 Pro điện thoại di động thừa ra lượng điện còn có 52%, trăm, An Lương cùng Lý Tồn Viễn, còn có Vân Hải Dương ba người đánh địa chủ, một khối tiền làm nền chú, Vân Hải Dương đều thua trên trăm khối. Nếu không là Triệu Uyển Hề trên đường gia nhập vào thay thế Vân Hải Dương, sợ rằng Vân Hải Dương còn muốn thua càng nhiều chứ. Đúng rồi, An Lương, liên quan tới graphene Pin sản nghiệp, ngươi chuẩn bị như thế nào phân chia bánh gato? Triệu Uyển Hề hỏi. Quốc gia các ngươi an toàn cuộc điều tra muốn nhiều hơn. An Lương phản vấn. Triệu Uyển Hề công phu sư tử ngoạm, 67%, ngươi cảm thấy thế nào? lão hoàng chân lợi hại. An lương hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chuyện này, ta sẽ cùng lão hoàng tự mình đàm phán, chúng ta tiếp tục chơi bài. Triệu Uyển Hề cũng hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi cảm thấy Grafentin có thể ứng dụng ở cái gì hành nghiệp? Ai, đừng vòng vo, ta có chút chán ván đầu. An lương mở cửa cửa thấy nói rằng, 67% là chuyện không thể nào, chúng ta tứ gia đóng lại cổ phần nhất định phải vượt lên trước 67%, đây là ta cá nhân ranh giới cuối cùng. Ngươi xác định bọn họ sẽ đứng ở ngươi một bên. Triệu Uyển Hề hỏi. Ta tin tưởng bọn họ. An Lương trả lời khẳng định. Cái này một cái tỷ lệ, chúng ta cũng vô luận như thế nào không có khả năng tiếp thu, các ngươi tứ gia chiếm cứ 67%, chỉ còn lại 33% căn bản không đủ phân phối. Triệu Uyển Hề nói rõ nói. Vậy tạm thời không phải thảo luận phân phối vấn đề, ta chuẩn bị công bố ra ngoài graphene pin kỹ thuật, đem ngày hôm nay thu video các nối biên tập sau đó tuyên bố ở Internet chung. An Lương nói rõ nói tiến thêm một bước đề cao graphene pin sản nghiệp đánh giá đáng giá sao? Triệu Uyển Hề suy đoán phản vấn. Không chỉ là đề cao graphene pin sản nghiệp đánh giá giá trị, thuận tiện hướng ngoại giới truyền lại một cái tin tức, chúng ta graphene pin đã đạt đến buôn bán sản xuất hàng loạt kỹ thuật cao độ, do đó đề thăng chúng ta giết quốc khoa học kỹ thuật nghề nghiệp chỉnh thể hình tượng. An Lương nói rõ nói. Triệu Uyển Hề sửng sốt một chút, An Lương tư tưởng giác ngộ thật không ngờ cao. An Lương tiếp tục nói, dựa theo ta sơ bộ kế hoạch, giai đoạn thứ nhất sản năng, ta chỉ biết cung cấp cho Z quốc bản thổ xí nghiệp sử dụng, nói thí dụ như Huawei điện thoại di động. Dĩ nhiên, ta đoán lão hoàng là muốn đầu nhập công nghiệp quân sự hành nghiệp chứ. An Lương phản vấn. Triệu Uyển Hề không trả lời, nàng coi trọng một chút An Lương, bởi vì nàng phát hiện An Lương ngoại trừ kiếm tiền hơi tiền vị, còn có tràn đầy nhân tình vị. Cuối cùng trắc thí ở 11 giờ đêm mới, chỉ có, kết thúc, lần này trắc thí bao hàm một lần hoàn chỉnh nạp điện, một lần hoàn chỉnh phóng điện đến tự động đóng máy móc, tiến hành nữa một lần hoàn chỉnh nạp điện. Hai lần hoàn chỉnh nạp điện đều chứng thực graphene pin ưu tú tính năng, triệt triệt để để chứng minh rồi graphene pin khả thi. Trắc thí sau khi kết thúc, Lý Minh Phi tìm được rồi An Lương, hắn thử dò xét mở miệng, Lương ca, điện thoại di động của ta có thể cầm về sao? Hắc hắc, Minh Phi ca, ngươi nghĩ đến nhiều lắm, một bộ điện thoại di động này, chúng ta còn có còn lại tác dụng, ngươi không phải nói dành trước số liệu sao? An Lương cười hít mắt đáp lại. Lý Minh Phi thở dài nói, ta còn tưởng rằng ta có thể trước giờ hưởng thụ graphene pin đâu chờ một chút đi. An Lương đáp lại nói, chúng ta nội bộ nhân viên khẳng định có thể trước giờ hưởng thụ. An Lương đáp lại Lý Minh Phi vấn đề, hắn cầm lấy microphone nói, các huynh đệ tỷ muội, chúng ta đã chứng thực graphene pin kỹ thuật chân thực tính, kế tiếp xin mời đại gia kiên trì chờ chúng ta thành lập graphene pin đối ứng xí nghiệp, cùng với tiến hành tương quan dung tư. Đúng rồi, trưa hôm nay bữa ăn cùng bữa cơm đều là Hải Dương ca cung cấp, đau lòng chết được Hải Dương ca, sở dĩ không có bữa ăn khuya, đại gia tản đi đi, muốn ăn bữa ăn khuya chính các ngươi ước chúng ta còn có chuyện phải xử lý. An Lương nói rõ nói. Chu Vinh Hoa cao giọng hỏi, Lương Ca, liên quan tới graphene pin kỹ thuật tin tức, chúng ta cần đặc biệt bảo mật sao? Không cần, chúng ta biết chủ động công khai. An Lương nói rõ nói. Làm Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh câu lạc bộ thành viên vòng ngoài sau khi rời khỏi, An Lương tìm được rồi Hoàng Quốc Tường, Lão Hoàng, các ngươi mau sớm đem graphene pin khảo nghiệm video các nối biên tập đi ra, ta nghĩ muốn đối ngoại tuyên truyền. Hoàng Quốc Tường đáp ứng nói, không thành vấn đề. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị lúc nào thành lập graphene pin sản nghiệp tương quan xí nghiệp, đối ứng cổ quyền lại muốn phân chia như thế nào?" Hoàng Quốc cường lần nữa hỏi. "Graphene pin kỹ thuật đã bị triệt để nghiệm chứng, một ngày graphene pin kỹ thuật buôn bán ứng dụng sau đó, nó sẽ trở thành pin khoa học kỹ thuật lĩnh vực siêu tân tinh, hơn nữa là phá vỡ toàn bộ pin nghề nghiệp siêu tân tinh. Sau đó lấy pin lĩnh vực làm cơ sở, lại một lần nữa cách tân còn lại hành nghiệp, làm cho cả thế giới đều phát sinh long trời lở đất cải biến. Nói thí dụ như ô tô hành nghiệp Hiện nay ô tô hành nghiệp tổng thể mà nói bị đầu tư bên ngoài xí nghiệp tạo thành kỹ thuật bá quyền, dù cho Z quốc bản thổ ô tô hành nghiệp đã phấn khởi tiến lên, nhưng vẫn tồn tại như cũ trên lệch không nhỏ. Sở dĩ Z quốc đại lực thôi động phát triển nguồn năng lượng mới ô tô hành nghiệp. Nhưng mà Z quốc mục đích cũng không phải là cái gì ô tô hành nghiệp muốn mượn xe đạp điện thực hiện đường ngoằn ngoèo vượt qua, bởi vì Z quốc dầu cháy xe cũng phát triển đến rồi có thể sử dụng, đồng thời chất lượng không lầm tình trạng. Nguyên nhân chân chính là thông qua chạy điện ô tô vòng qua đối với dầu hỏa tính ỷ lại, một ngày Z quốc sở hữu ô tô đều là chạy điện, không cần sử dụng nửa dầu mỏ nhiên liệu, Z quốc chỉnh thể đối với dầu hỏa nhu cầu độ sẽ kịch liệt giảm xuống, do đó thoát khỏi dầu mỏ buộc chặt. Điểm này được bao nhiêu người xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất. Sở dĩ Graphene tinh sản nghiệp ở Z quốc sở hữu thiên nhiên sinh tồn thổ nhưỡng, tương lai của hắn vô hạn quang minh. Hèn mọn phát nhai tác giả, hy vọng mọi người xem sách thời điểm cũng có thể hiểu đến một ít không cùng một dạng tri thức. Chương 980, người rất thú vị, chủ động bày tỏ 6, 10, 9, 2. 2 V đúc hoa tươi tăng thêm. Lân cận không giờ. Đám mây quán trà trong bãi đậu xe, An Lương nhìn thấy Triệu Uyển Hề tỏa giá, phi thường khiêm tốn hắc sắc Audi A8L, được xưng trung niên nam nhân yêu nhất. Cái này Triệu Uyển Hề cư nhiên thích như vậy xe sao? Ăn chung cái bữa ăn khuya. Triệu Uyển Hề chủ động phát sinh mời. An Lương phủ định cự tuyệt, không được, nữ bằng hữu đang ở nhà bên trong chờ ta. A. À. Triệu Uyển Hề khẽ cười một tiếng, Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương, lý tịch nhan dương mậu di hạ hòa tâm hạ như ý bạch nguyệt lương tuyết vị nào mới là ngươi chân chính nữ bằng hữu đâu an lương trầm mặc triệu uyển hề tiếp tục nói ngươi để ý đổi một người bạn gái sao để ý an lương khẳng định đáp lại nhưng ta không ngại nhiều một người bạn gái ý tưởng thật tốt triệu uyển hề liếc một cái an lương nàng tự nhiên nghe hiểu được an lương tao nói ta đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú triệu uyển hề trực bạch mở miệng ngươi cùng bọn họ không giống với Triệu Viễn Hề nhìn thoáng qua lý tồn viễn ba người. Nếu như ngươi có một ngày chia tay, chúng ta có lẽ có thể hiểu nhau một cái. Triệu Viễn Hề công khai nói. An Lương đáp lại nói, ta nghĩ ta cũng sẽ không chia tay. Thật sao? Triệu Viễn Hề tự tiếu phi tiếu. An Lương cau mày. Ta không có ý tứ gì khác, càng không có bi hiếp bờ suy nghĩ của ngươi, dựa theo thủ đoạn của ngươi, mặc dù ta ở phía sau màn cho ngươi châm ngòi thổi gió, làm cho chúng nữ nhân của ngươi biết lẫn nhau tồn tại ta tin tưởng ngươi cuối cùng đều có thể dập tắt như vậy nguy cơ. Triệu Uyển Hề nói rõ. Dù sao ngươi bây giờ đã giải quyết Trần Tư Vũ cùng Ninh Nhược Sương sống chung hòa bình vấn đề, Dương Mậu Di kỳ thực cũng biết chuyện của ngươi, nhưng nàng chính là là mà nhìn không phải, đúng không? Triệu Uyển Hề nói tiếp. Sở dĩ dùng những thứ này uy hiếp bờ ngươi, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại sẽ gây nên sự phản cảm của ngươi. Triệu Uyển Hề nói rõ. An Lương hỏi ngược lại, tại sao là ta? Bởi vì ngươi rất thú vị, bởi vì vận khí của ngươi rất tốt, bởi vì ngươi cũng rất có quyết đoán, mấu chốt nhất là ngươi thích hợp. Triệu Uyển Hề đáp lại. Tuyển ca bọn họ không kém chứ. An Lương phản vấn. Kém cách xa vạn dặm. Triệu Uyển Hề không chút thách khí đáp lại, lấy Lý Tồn Viễn làm thí dụ, mặt ngoài tao nhã lịch sự, nhưng trên thực tế ở thập tam tiên sinh rượu như vậy trong forum mặt, hắn là toàn trường Mỹ Nam Tử. Lý Tồn Viễn mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn hoàn toàn không cách nào phản bác. Những thứ kia bầu không khí tổ nữ nhân đến tột cùng là dạng gì, ta tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn. Triệu Uyển Hề nói rõ nói, vẹn vẹn điểm này, ngươi liền cùng bọn họ không giống với. Ngươi không phải biết ta có tốt mấy nữ bằng hữu sao? An Lương phản vấn. Ngươi không phải là mình nói, các nàng là bạn gái của ngươi sao? Triệu Uyển Hề đồng dạng phản vấn. An Lương kinh ngạc. Tình huống của ngươi, an ninh quốc gia cục điều tra vô cùng rõ ràng, bao quát tài sản của ngươi tổng sản lượng, tài sản khởi nguồn, cùng với các ngươi vượt lên trước 10 tỷ tài chính ở tránh thuế thiên đường, an ninh quốc gia cục điều tra đều biết được nhất thanh nhị sở. Triệu Uyển Hề nói rõ nói. Dĩ nhiên, ngươi như thế nào đối đãi bạn gái, an ninh quốc gia cục điều tra cũng biết, nói thí dụ như ngươi tặng một bộ giá trị 90 triệu bất động sản cho Dương Mậu Di, sau đó lại tặng một bộ giá trị vượt lên trước triệu phòng ở cho Lý Tịch Nhan, đúng không? Triệu Uyển Hề nói rõ nói. Còn như Trần Tư Vũ cùng Ninh Nhược Sương sự tình, các nàng liền tại đế đô, ngươi cảm thấy chúng ta có thể không biết tình huống sao? Triệu Uyển Hề nói rõ nói, ta kỳ thực cũng thích vang clip và apel cùng nhiệt Siri cao cấp châu báu. Ngươi cho Trần Tư Vũ đặt trước rôn roi Culinan khá vô cùng, ta cũng mua một chiếc giống nhau như đúc. Triệu Uyển Hề bổ sung. Triệu Uyển Hề tiếp tục nói, còn có một việc tình, ngươi vì bạch nguyệt việc làm, ta cũng rất yêu thích, ngươi cái này nhân loại quả nhiên rất thú vị, vô luận là ở trong cuộc sống, hay là đang buôn bán lĩnh vực, ngươi cũng phi thường thú vị, ta thích như vậy thú vị. An Lương trực bạch đáp lại nói, ta không thể là một thân cây. Triệu Uyển Hề trực tiếp cắt giúp An Lương, ngươi bây giờ nói một câu nói này quá sớm ta biết các ngươi nam hài tử thích chơi ta cũng có thể dễ dàng tha thứ như ngươi vậy trình độ chơi bởi vì các nàng đều là ưu tú nữ hài tử cũng không phải là cái gì nửa người nửa ngợm nữ nhân ta tin tưởng trong tương lai có một ngày ngươi biết chơi đủ rồi ngươi sẽ muốn an định lại ngươi cũng sẽ bị thế giới này đồng hóa sau đó biến đến cân nhắc lợi hại phân tích mất cuối cùng ngươi sẽ phát hiện ta mới là người thích hợp triệu Viễn hề nói rõ an lương cự tuyệt đáp lại liên quan tới ái tình chẳng lẽ không phải là hy vọng trở thành để cho ta động tâm người mà không phải để cho ta cân nhắc lợi hại phân tích mất đi phía sau mới phát giác được người thích hợp sao vậy ngươi động lòng sao triệu uyển hề đột nhiên lộ ra nụ cười nàng ấy chủng cường liệt tự tin khí chất sâu đậm hấp dẫn an lương triệu uyển hề cùng dương mậu di là hai thái cực dương mậu di cực độ không phải tự tin ở trong tình yêu rất hèn mọn làm cho an lương luôn là đau lòng không thôi nhưng triệu uyển hề chính là tràn ngập ấm áp thái dương nàng là tự tin như vậy bao quát hiện tại cũng là cũng một, nàng tin tưởng trong tương lai, An Lương cuối cùng sẽ chọn nàng. Lần sau gặp, Triệu Uyển Hề không có chờ đợi An Lương trả lời, liền trực tiếp lên xe, lái Audi A8L ly khai. Nhìn lấy Triệu Uyển Hề ly khai, Lý Tồn Viễn ba người đều tùng một khẩu khí. Nàng cuối cùng đã đi. Lý Tồn Viễn than thở thật dài, mỗi một lần đối mặt nàng thời điểm, ta cuối cùng là tự ti mặc cảm. Vân Hải Dương tán thành, ta cũng là. Tiền tiểu cương nhổ nước bọt, ta liền không thích nhìn thấy nàng các ngươi cứ như vậy sợ nàng an lương phản vấn lý tồn viễn thở dài nói dù sao địa vị của nàng nếu như đặt ở trăm ngàn năm trước nàng chính là thứ thiệt công chúa vậy ngươi còn cảm thấy ta thích hợp với nàng an lương nhổ nước bọt mà bây giờ không phải cổ đại lý tồn viễn đáp lại nói hơn nữa mới vừa chính cô ta cũng nói nàng đối với ngươi có hứng thú lương ca chúc mừng ngươi chúc mừng chúc mừng vân hải dương đồng dạng chúc mừng tiền tiểu cương thì lo lắng nói lương ca ta khuyên ngươi thận trọng suy nghĩ ngươi tuyển nàng đại tẩu cùng nhị tẩu còn có một nhóm lớn chị dâu sợ rằng cũng không có đặt chân chi địa an lương không trả lời hắn biết đạo lý này vì một thân cây buông tha một mảnh rừng rậm không tồn tại